mình có đặt ở gầm bàn như thầy chia sẻ cũng được anh, dưới vẫn lên không? Được, đặt từ dưới vẫn được. Không, không cần phải nộp quá. Ừ. Hôm nay em mới nhận được cái dạy tập long rồi đấy. Ừ, tập đi. Không rồi, tập này nó nhẹ hẳn. Nhẹ với cả nó xoay chuẩn hơn. Nó nhạy cái hơn cái em dùng nhưng mà cái kia nó cảm giác nó không bị chính xác lắm. Nó nhạy hơn thì mình tập nó đỡ mất công. Đo nó cũng bắt sóng tốt hơn. Vâng, cảm giác tốt hơn. Ví dụ như em hỏi là em giúp em muốn mạ vàng ở ngoài thì có ảnh hưởng gì không? Được, mạ vàng thì nó nhạy hơn. Nhiều người cũng toàn đặt mua cái mạ vàng của mình ấy. À, đây có bảo mạ vàng. Toàn đặt mua cái mạ vàng của mình ấy. À, đây có bản mạ vàng. Ừ, bản mạ vàng là 12 triệu. À, thế ạ. Mạ vàng là nó nhạy hơn. Nhạy hơn nhiều. Ờ, thế ạ. Ừ. Không biết. Chả hiểu không, có mấy người xem clip. Mấy người xem clip ở đâu, tại vì cái mạ vàng mà mình nói cách đây phải 1-2 năm rồi. Vâng. Nói đúng một lần mà không hiểu có ai vừa rồi đặt hai cái. Thế chưa xem cái video đấy. Ừ, mình đang thắc mắc và mình sẽ nói cái đấy lâu lắm rồi mà sao có ai xem ở đâu mà biết. Tại vì lâu lắm có nhắc lại đâu. Thế em hỏi là ví dụ mình dùng tấm lòng ấy, ví dụ mình có thể hỏi các cái, ví dụ như là hỏi là khi mà đến một cái ngôi nhà chẳng hạn mà nó mình có điện có vong chẳng hạn ấy, mình có thể hỏi là biết là vong này là vong. Cứ hỏi công năm hay công nữ dùng tấm long hỏi được. Hỏi loại suy, nhưng mà muốn chính xác thì em phải tập cái cốc sừng đã. Tập chuẩn với cốc sừng thì hỏi nó mới chính xác được. Vâng. Không hỏi không chính xác thì nó lừa cho thì toàn thông tin sai. Mà tại vì có phải ai cũng người ta cũng nói đúng đâu. Vâng. Nên tại sao mình phải tập là phải luôn luôn ít nhất này, cứ 5 lần đưa lên. Vâng. Có một cái bài mà em vẫn thắc mắc đến tìm cái cây bài ấy. Ví dụ như là 4 cây bài mà thầy có tìm, ví dụ như là Argo, Master ấy, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Năng lượng nó khác rất ít, đầu mình phải nghĩ đến nó thôi. Chứ chả khác nhau cái gì cả. Năng lượng nó về cơ bản là gần giống nhau, nó chỉ chênh nhau một tí về cái màu sắc in xuống thì là nó lệch năng lượng một ít. Nên là cái đấy là tập cái khả năng bắt sóng của mình. Được. Em tập được cái đấy thì lúc đấy em mới đo được vong lang thang bay lượn lung tung, em mới đo được. Tại vì bản chất vong lang thang là nó có cố định một chỗ đâu. Vâng. Nó không cố định. Hoặc là những cái hỏi cái kia, em cái này nó chính xác thì cái kia nó mới chính xác. Ít nhất là ví dụ là hai cái quân màu đỏ Joker là năng lượng nó khác hoàn toàn hai quân màu đen. À, thì có thể em lệch rô sang cơ thì vẫn là đấy còn tương đối chấp nhận được. Vâng. Nhưng mà em đo mà vẫn ra, ví dụ em hỏi quân cơ em ra quân đen thì chứng tỏ là năng lượng vẫn chưa chuẩn. Tức là vâng. Có thể mình tập được cái cốc sừng là tốt rồi, nhưng mà đi vào cái chi tiết cái vi tế là mình chưa được. Vẫn thì phải xem lại hai thứ, một là nước ở bên trong, hai là bản thân cái bình. Bản thân cái bình thì nó lại có hai khả năng mình phải loại suy dần. Một là chất liệu ổ đểu thì nó cũng âm. Cái thứ hai là bụi bẩn nữa nó cũng âm. Vâng. Đấy. Thế mà âm thế là để trong phòng nó không tốt này. Đúng rồi, để trong phòng nó không tốt. Cái bình nước ví dụ em đo ra âm thì em để cái tầm long lên trên thì nó bắt quay báo âm ấy. Ừ. Nhưng mà bình là chất liệu là bằng gì? Nước là gốm hay là gì? Bình bằng thủy tinh là nước lọc ở máy ra đấy. Thủy tinh thế thì chắc là thủy tinh đều. Nhưng mà tôi em hỏi là cái cốc sừng, ví dụ cốc sừng nó úp ý, thì nó báo âm, với là bình nước không báo âm như vậy thì nó khác nhau điểm gì ở đây? Cái gì cơ? Ví dụ như cái cốc sừng ý, thì nó lúc mình để tấm long lên trên ý, thì nó quay âm ý. Và cái bình nước mình để lên trên bình nước cũng quay âm ý, thì nó hai cái này nó khác nhau ở điểm gì? Nó chả khác gì, nó vẫn là âm thôi. Nó đều là năng lượng xấu thôi. Có mình tập, ví dụ mình không có cốc sừng mà mình có bình nước mình tập thì mình có phát hiện ra được không?
bình nước em tập vẫn được, nó lại phải mất công đi tìm đúng cái bình âm. Giống như em tìm được cái bình âm thì em mới có em tập. Vâng. Có phải cái bình nào nó âm đâu. Đấy là bình nó sản xuất lỗi nó mới âm. Vâng, vâng. Hôm em xem cái video mà thầy dùng tập long thầy để kẹo bên ngoài xong đo nó âm. Ừ thì mời bây giờ mình bổ sung ở khóa công cụ đấy, mời là được mà, mời vong thì vong về luôn. Vâng. Có công cụ về kiểm chứng thì đấy thì đơn giản. Ừ. Có công cụ mình mới làm nó mới chắc chắn đúng chứ, còn không thì đúng rồi. Rồi em lấy nhiều chiều cái cho thầy cũng mua tập long về, nhưng mà quay tiếp ngủ. Người ta thì cái gì người ta cũng vẫn quay. Quan trọng là mình nếu mà em tập nhiều em sẽ nhìn phát là sẽ biết là cái ông nào cầm đúng hay cầm giả vờ. Vâng. Đúng không? Tại vì là thực ra cái này nó cầm sai cái nhìn biết ngay mà. Vâng. Một là ông cố giữ, cố gồng tay ông giữ thì chứng tỏ là ông đang tác động lực vào. Đấy, hoặc ông nào ông giơ cao tít lên trên đầu ông. Có mấy ông thấy giơ tít lên trên đầu để ông đo đấy. Có thiện trí lắm. Hôm nay trên một video của thầy, cứ thầy cầm cái tầm long ấy, xong thì bảo quay 5 vòng, quay trái 5 vòng, xong quay phải 5 vòng thì nó cũng quay. Thì đấy là người ta điều khiển tay. Điều khiển tay ạ? À? Làm gì có chuyện nó đang quay chiều này, nó quay được chiều kia, không bao giờ. Ví dụ như bảo quay trái 5 vòng thì hết 5 vòng nó lại quay phải 5 vòng. Ừ, thì đấy là người ta điều khiển. À. Cái này nó vẫn có cái dở là ai muốn điều khiển thì vẫn điều khiển, người ta nghiêng thì nó vẫn điều khiển, nhưng mà làm cái kiểu đấy thì sẽ không bao giờ đo chính xác được cái gì. Nhưng mà em hỏi một chút là hôm mà em cũng thử cầm tấm lòng ấy, tức là đầu mình không biết là đầu mình có cái kết nối đấy cái thước đấy không, mà em mở nó quay mấy vòng thì nó quay theo cái số vòng mình bảo. Nói chung đừng có điều khiển nó. Khi khi cầm là phải thả lòng hết sức cái bài tập khí. Vâng. Em thả lòng hết sức thì sau em mới đi tìm được âm ở mộ thứ, còn em điều khiển xong thì nó quay đúng ý em thật đấy, nhưng mà đến lúc ra mộ đố em điều khiển được nó quay được. Em hình dung hai vấn đề khác nhau, tức là mà cái đấy là đang sử dụng sai rất nhiều. Các ông dân gian ông hay dùng thì ông thể hiện là ông điều khiển, nhưng mà ông điều khiển thế ra mộ mình có vấn đề, có phải hơn nhau ở điều khiển đâu, hơn nhau là ai đo được tử vong thì lúc đấy làm sao đo được. Vâng. Đấy phải thả lỏng toàn bộ, không được nghĩ gì. Dạ. Ở trạng thái vô tư rồi. Rồi chứ các ông cứ nghĩ âm xong đến nhà người khác, các ông cứ bảo là nhà này âm, thế là tức là ông phải cố tình dọa cho nó âm xấu thì nó vẫn quay âm, nhưng đấy là không phải âm đúng. Đúng rồi. Thì thường mấy ông dân gian nó hay kiếm ăn nó kiểu đấy nhiều mà. Dạ. Thì mình cũng đã bảo là ngay có ông nào ông học ông còn đến nhà mình ông dọa là mấy chục điểm âm. Thế là điểm âm khắp nhà. Ừ, ông mình làm phong thủy rồi mình đi dạy rồi mà ông lại còn học mót ở đâu. Ông không học qua mình nhưng mà đấy, ông học xong ông còn đến nhà lâu rồi, hơn chục năm kiểu. Ông còn đến nhà ông dọa nhà mình có mấy chục điểm âm, rất là vô lệ. Nhiều em mới mua cái thước tầm long em cũng bị sai thế. Mình đo thì cảm giác chỗ nào cũng không, chỗ nào cũng hơi tít. Thì đấy, tại vì do muốn điều khiển thì cái gì nó chờ ông. Lúc em bỏ giày là em đo một viên đá mà nó quay đến 7-8 vòng. Em hỏi thầy lại thì thầy bảo là thằng gì có năng lượng nào mạnh như thế. Đúng rồi, nó không lấy được đâu. Tại vì do một phần mình, tức là muốn nó chính xác là phải thả lỏng hết, không nghĩ ngợi gì. Mình vẫn nói vui là theo kiểu ông dân gian thì ông không để ý, ông cứ nghĩ là trưa nay không biết chủ nhà mời mình món gì đấy, tức là làm thì chả làm, mà nghĩ đến cái khác thì kiểu gì nó chờ âm. Xong đến là cứ tìm cách dọa người khác thì nó mới dễ âm, nó sẽ không chính xác nữa. Thì tức là ông chỉ đi ông dọa được Dương Trạch thôi, xong đến lúc ra mộ vì ông quen dọa làm sao ông đo được, không đo được. Nên là cứ để ý thấy mọi người dạy tầm long có thấy ông nào dám ra mộ dạy đâu. Vâng, ra đấy các ông dọa làm sao các ông đo được. Khi mà mình tìm ở trong nhà là mình cứ nghĩ trong đầu là ví dụ cho
biết được không mà. Đúng rồi, cứ tìm hiểu âm thôi, tại vì bản chất nó tự động dương là nó tự quay dương luôn rồi. Dương. Nhưng mà nhà không điểm âm là nó tự báo dương luôn. Ừ, không có âm là nó tự báo dương luôn, nên là không cần tìm, nó mặc định dơ lên là nó đất dương là nó tự dương. Vâng, cho nên là nếu mà khi nó báo âm thì mình bắt đầu mới đi tìm. Đúng rồi, nó chỉ quay âm thì lúc đấy mình xem là nó chỉ hướng nào. Vâng. Trong nhà nhiều khi người ta kia đồ đạc cũng nhiều cái báo âm. Ừ thì thế nên phải đi đến tận nơi xong rồi xem là đồ. Đầu tiên nếu vướng đồ là phải kéo đồ ra xem là âm ở đồ hay âm ở đất. Vâng. Nếu âm ở đồ thì thôi thì bảo người ta để ý lau bụi hoặc vứt đi thôi, còn âm ở đất thì đánh dấu lại. Vâng, tức là những cái màu đồ với cái âm đấy thì nó ảnh hưởng đến khí trong nhà nhiều này. Có chứ, ảnh hưởng chứ. Âm nó vâng. Mình ở gần nó là đều làm cho cái tư duy của mình nó không thăng bằng, không ổn định được. Vâng. Thì... À, thầy cho em hỏi chút một cái vấn đề về cái này, về cái vấn đề này em chưa hiểu lắm, ví dụ như là có một số thầy ví dụ như là dạy hóa giải bằng quẻ tịch ấy, thì cái này nó có hiệu quả không thầy? Không, cũng dạng một dạng linh phù, em viết quẻ dịch vào, em dán vào điểm âm, em giống kiểu chữa bệnh đây. Vâng. Quẻ dịch nó có năng lượng nhưng mà nó không hiệu quả được như thế đâu. À không, ví dụ như là một người họ thể lên quẻ dịch ấy, xong họ bắt đầu tìm ra bệnh, xong người bảo treo cái tranh này, vị trí này này, hoặc là mang theo những con vật này để nó hỗ trợ cho các hào trong cái quẻ ấy, thì cái đấy nó có hiệu quả không? Hiệu quả nó được một phần, nó không mạnh. Được. Tại vì nó cái quẻ dịch là nó theo cái lúc, cái thời điểm đấy thôi, chứ một thời gian sau nó khác thì là nó sẽ thay đổi. Nó không chữa bệnh theo quẻ dịch đấy thì nó lại không, chỉ theo tình huống thực tế thôi, bệnh khẩn cấp thôi. Tại vì ngắn hạn, ngắn hạn, hiểu, ngắn hạn. Đúng rồi, cái con người thay đổi thường xuyên làm sao theo quẻ dịch được. Được. Khi mà mình làm phong thủy này mà chữa cái bệnh thì chữa tận gốc luôn. Ừ, chữa thì phải nhìn luôn vào là số, chứ nhìn quẻ dịch là quẻ dịch như thường là dự báo trong những cái trường hợp mà mình không có những cái thông tin khác, ví dụ là làm, tại vì là do cái cách làm nữa, ví dụ là mình làm xem tư trụ phải mất 2 triệu, quẻ dịch rẻ hơn 1 triệu thì đầu tiên là còn do điều kiện khách hàng nữa, đúng không? Được. Hoặc là do từng người, ví dụ có người làm miễn phí thì mình không nói, nhưng mà thứ nhất là do điều kiện khách hàng, do cách làm của từng người, xong nhưng mà thông tin nó càng chi tiết bao giờ nó cũng hiệu quả hơn, như so với quẻ dịch là nó chỉ dự báo thôi mà. Vâng. Nếu là thường là những cái gì mà nó không cụ thể, không rõ ràng mà mình không thích làm, vì làm thế thì khắc quá gì mấy ông dân gian. Vâng. Đúng không? Ví dụ là kinh dịch lục hào mình cũng rất giỏi, nhưng mà có bao giờ mình làm đâu, mình rất ít làm clip, với cả hầu như khách hàng mình trả lời, bởi vì nó không thể hiện được rõ là mình với ông dân gian khác nhau cái gì. Vâng. Đúng không? Nó vẫn kiểu ma mị, nó vẫn kiểu như là nó... Thì nó vẫn khó giải thích, mà vẫn là mặc định là thầy nói gì là chuẩn. Nó lý quá, nó bị một cái dở đó. Vâng. Nên là mình ít dùng kinh dịch lục hào lắm, ai cứ nhờ, nhờ thì mới làm, không chèo được dùng. Trước em có thấy bên trên mạng em xem một cái có thể dùng để dự báo xem, biết là nhà có vấn đề gì, thì trong lục hào nó vẫn có thông báo âm trạch dương trạch mà. Vâng. Nhưng mà thường mình cũng chả xem, thì mất thời gian. Vâng. Mất thời gian để dự báo ra được cái đấy thì nó vẫn dạng theo kiểu dự đoán, chứ không phải là đo cụ thể thông số. Vâng. Thực ra tùy thích làm, nó vẫn chính xác, nhưng mà mình thì thích là con số cụ thể. Vâng, kiểm chứng được, đo lường được. Vâng, thì em cảm ơn thầy nhé. Rồi, ok. Vâng, xin chào thầy. Vừa rồi có bạn học viên bạn hỏi tôi về tầm long thì tôi cũng trả lời, thực ra là để các bạn biết thêm thì nó cũng chả, tôi cũng chả có gì để giấu đâu, vì cái tập này thì như tôi nói là trong dân gian, trong cuộc sống thì có nhiều người cầm tầm long lắm, nhưng mà để hiểu
dùng nó để đo được mộ thì nói chung là không có đếm trên đầu ngón tay. Vì tôi đã kể cái câu chuyện đấy, tức là ông học cầm ở đâu, ông đến ông dọa mình, đến thẳng nhà tôi dọa là nhà có bao nhiêu đập âm, xong vác đá ra ông dọa ông bán đá. Tức là tôi mà còn bị ông dọa thế thì nhà dân là ông dọa kinh khủng luôn, các bạn hiểu không? Nên là việc tôi dạy mọi người là để mọi người làm sao, nếu các bạn tập nhiều, các bạn cầm nhiều tấm long quen ấy, thì các bạn nhìn ai cầm sai là các bạn biết luôn. Tại vì là khi cầm mà người nào mà cứ bạn nhìn cái tay ấy, là người ta gồng lên, có nghĩa là người ta đang điều khiển, là một này. Giống hoặc là như tôi nói là người ta cố tình điều khiển quay trái, điều khiển quay phải để thể hiện người ta là tấm lòng nó theo ý người ta. Nhưng mà đấy là cái dở của những cái người không biết dùng tấm lòng thì mới thế. Vì khi bạn điều khiển được tấm lòng rồi thì đến lúc bạn ra mộ, bạn có điều khiển được đâu, bạn không điều khiển được nữa. Vì tấm lòng nó đi bắt điểm âm chứ nó có điều khiển theo đầu của bạn đâu. Lúc đấy bạn nghĩ nó quay gì nó quay theo, tức là thành ra lừa đảo rồi, có phải là đo đâu. Cái mộ nó đang âm nhưng mà bạn nghĩ trong đầu là dương mà điều khiển cho nó quay dương. Nó có chính xác nữa đâu, nó không chính xác. Nên là tập tầm long tôi mới bảo là cái bước đầu tiên đơn giản nhất là phải dùng cái cốc sừng. Các bạn úp xuống. Đây để tôi lấy cái tầm long cho các bạn. Cách tập tầm long đúng là một cốc úp một cốc ngửa. Úp thì nó sẽ âm. Các bạn kiếm hai cái hộp giống hệt nhau nhé. Hai cái hộp giả sử nó giống hệt nhau, các bạn úp lên. Nhờ một người khác trong nhà, các bạn quay lưng đi, người ta di chuyển, chung di chuyển các kiểu, không biết hộp nào dương, không biết hộp nào âm. Và sau đấy để trên này thì các bạn mới cầm tầm long, các bạn đo. Các bạn đo phải chỉ ra đúng cái cốc âm. Và 10 lần như thế thì sao? Ít nhất 8 lần các bạn chỉ đúng cái cốc âm. Thì lúc đấy các bạn ra thực tế các bạn mới đo được đúng các bạn nhé. Chứ nếu mà chỉ một cái hộp giấy che lên mà bạn tìm không ra điểm âm thì ra bên ngoài thực tế làm sao tìm được, không tìm được. Nên các bạn đừng có tiết kiệm công cụ. Có nhiều người tôi biết là tiết kiệm mua một cái để tập vào, cứ em úp hoặc ngửa không tập được. Hoặc là có bạn thì lấy cái cốc thủy tinh, và cốc thủy tinh nó không có năng lượng, tôi đã làm clip cho các bạn xem rồi, mà không có năng lượng không tập được đâu. Tôi nghĩ ra, tôi tìm ra, tôi phát hiện ra cái cốc này nó rẻ tiền để các bạn tập. Chứ cái thời kỳ tôi tập là không có những cái này. Thời kỳ tôi tập là đi xin cả xương để tập các bạn. Nó vất vả và nó nhiều rủi ro hơn các bạn rất nhiều. Nhân một bạn hỏi thì tôi chia sẻ thêm một chút về tầm long để các bạn biết cách tập luyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.